tại vì sự cố là em bị rách bao cao su. Dạ. Và bạn bạn xuất ngoài nên là em cũng hơi sợ nên là em vẫn uống. Ngày 30 tháng 3 thì em có kinh và nó sớm hơn 5 ngày so với tháng trước của em. Dạ. Thì đến ngày 25 tháng 4 thì em thấy nó ra một vệt máu. Em sợ quá cái em đi bệnh viện em khám, em siêu âm. Thì bác sĩ cho em làm xét nghiệm thì bác sĩ chỉ kêu là do em bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai nên là cho em vitamin E để uống. Sau đó thì đến nay em chưa có kinh lại. Rồi, nghĩa là theo lý thuyết là trễ bao nhiêu rồi? Dạ, trễ 2-3 ngày. 2-3 ngày, rồi. Cái vấn đề như của em thì là rất nhiều các bạn nữ trên lâm sàng là hay gặp, bắt giờ gấp nhiều các bạn trẻ là các bạn đầu tiên là bác rất là hoan nghênh cái việc là một em sinh hoạt và em dùng bao bảo vệ là rất là yên tâm nhá. Nói chung là các bạn chưa có ý định lập gia đình thì lên làm như thế để tự bảo vệ chính mình, bởi cái việc dùng bao là phương pháp duy nhất vừa ngừa thai vừa phòng các bệnh lây truyền qua đường sinh hoạt. Nói chung mình ý thức như thế thì mang thấy rất là ok nhá. Tất nhiên là sự cố ngoài ý muốn thì mình phải dùng thuốc khẩn cấp thôi nhá. Đúng, em dùng trong một pháp đấy thì bác hoàn toàn thấy là chính xác. Tuy nhiên ấy, bản chất của thuốc ngừa thai khẩn cấp ấy, em mình hiểu là thuốc tránh thai hàng ngày thì cái hàm lượng nội tiết nó rất là thấp, còn thuốc khẩn cấp mà cái hàm lượng nội tiết nó rất là cao. Em hiểu đơn giản hơn, khi mình uống thuốc ngừa thai hàng ngày vào, các bạn bắt đầu dùng ngừa thai hàng ngày ấy, thì cũng cần phải có thời gian để cơ thể nó đáp ứng lại. Nên nhiều bạn bắt đầu dùng ngừa thai hàng ngày có thể kêu với bác là em bị rong kinh này, em bị rối loạn này, nhưng đa phần nó sẽ ổn. Nên cái việc của em mà sau khi mà dùng ngừa thai khẩn cấp đến bây giờ mà hiện tại là kinh của em trễ hoặc rối loạn, đây là việc rất là thường gặp nhá. Đó, nên nói chuyện về nên là bác nói trước để nói chung để không quá đỡ lo lắng. Có những bệnh nhân của bác sau khi dùng khẩn cấp xong là rối loạn kinh nguyệt 2-3 chu kỳ sau đấy luôn, việc này không phải hiếm đâu nhá.